Hôm nay thì mình sẽ nói về cái chủ đề là nám da. Nám da là cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Và hôm nay thì mọi người hãy bỏ ra khoảng 5 đến 10 phút để mình nghe cái video này nhá. Những ai mà đang bị nám da thì mình cần phải nghe nó để mình biết thêm kiến thức, để mình hiểu, để mình chọn cái dòng sản phẩm cũng như cái phương pháp làm nó phù hợp nhá. Chứ còn mình thì thấy rất là nhiều người rất là hay nhá. Mọi người có thể bỏ ra được khoảng vài tiếng đồng hồ để mình lướt các cái video hài rồi các video rồi mà mình thấy nó vô ích ấy. Đấy, nhưng mà khi mà đụng đến kiến thức một cái là không bao giờ dùng đặt vào đầu, là phải lướt qua ngay. Nhưng những ai mà đang bị nám thì mọi người bắt buộc phải xem, vì nếu mà không xem nó, không có bỏ rồi 5 đến 10 phút ra để xem cái video này thì tốt nhất là mình không có nên điều trị nám. Vậy thì để điều trị nám đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu nó là cái lớp của da. Các lớp của da thì nám ở đâu ấy, thì lớp da biểu bì này, thì mình sẽ có lớp biểu bì này, lớp trung bì này và lớp hạ bì của da này. Vậy thì lớp thượng bì của da này thì nó sẽ độ dày nhé, độ dày của nó sẽ là từ 0,5 đến 1 mm đấy. Và ở đây đặc biệt này, nó có một cái tế bào melanocyte. Melanocyte này nó được kích thích và sản sinh ra melanin, nó được phân bố đồng đều này. Thì thông thường mọi người thấy không, cái melanin này nó quyết định cái màu da của con người đấy. Ví dụ như Việt Nam ta thì mọi người thấy da màu vàng này, và Ấn Độ thì mình thấy da màu nâu đúng không? Mà châu Âu thì da màu trắng. Đấy là nó quyết định bởi cái sắc tố này này, bởi cái các số melanin này này, nó sản sinh ra nó càng nhiều thì da chúng ta càng đen. Đấy, nó quyết định cái sắc tố của con người đấy. Rồi thôi được rồi, mình sẽ đi sâu vào cái vấn đề thứ hai này. Nó sẽ đến cái lớp gì? Đây là lớp thượng bì rồi nhá. Và đây là lớp trung bì, thì cái độ dày của nó sẽ là từ 3,0 cho đến 3,5 mm. Rồi, còn đây là cái lớp hạ bì. Lớp hạ bì thì thực ra chúng ta cũng chỉ cần biết thôi, không cần tìm hiểu. Là vì cái lớp này khi mà chúng ta điều trị nám da ấy, chúng ta chỉ cần tìm hiểu trong hai cái lớp da này là được. Cái này thì chỉ dành cho những hạ bì, là dành những cái bác sĩ mà ngoại khoa thì mọi người sẽ quan tâm, còn mình không cần quan tâm nhá. Vậy bây giờ dựa vào đây thì mình sẽ phân biệt ra này. Khi mà mọi người nhớ này, khi mà cái tế bào melanocyte này nó càng kích thích, nó càng sản sinh ra nhiều thì nó được kích thích sản sinh ra cái melanin ấy. Melanin nó chính là cái sắc tố nám. Đấy, như dân gian chúng ta gọi là nám, nhưng trong y học thì sẽ gọi là cái sắc tố melanin, nó quyết định đến màu da cũng như là sắc tố nám của con người chúng ta. Vậy thì giờ mình sẽ dựa vào những cái này để mình chia làm hai loại nhé. Thứ nhất này, mình sẽ chia làm hai loại này, là nám sạm tạm thời này, tạm thời, và thứ hai là nám mãn tính, nám sạm mãn tính. Vậy tại sao mình lại nói nó là nám sạm tạm thời và tại sao nó lại là nám sạm mãn tính? Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích nhé. Nám sạm tạm thời giống như dựa vào đây này, khi mà các bạn thông thường ấy, giống như các bạn mà đi tắm biển này hoặc đi ra ngoài trời ngoài nắng mà mình không che chắn, không bảo vệ, không khẩu trang, không kem chống nắng, hoặc đặc biệt nhất là đi tắm biển về là mọi người thấy không, da mọi người tổng thể nó bị đen đúng không? Nó bị đen đi thì gì, nó bị đen đi thì nó chỉ là nám sạm thôi, nó chỉ là nám sạm tạm thời, vì là dịch cái thằng này này, cái tế bào tố melanocyte này nó được sản sinh ra melanin và nó làm cho các bạn là nó được đẩy lên trên bề mặt đồng đều á, là khi mà mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì cái này đấy nó có cái chức năng để bảo vệ da, là gì, nó sẽ được sản sinh ra cái melanin nhiều hơn để nó chống chọi lại tia UV, để nó làm việc nó bảo vệ lại da các bạn. Đấy thì tự nhiên là khi mà nó sản sinh ra này thì sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ da rồi thì nó sẽ nằm lại trên bề mặt da chúng ta, thì da chúng ta sẽ bị cảm thấy nó bị sạm đi, nó bị đen hơn, nám nó bị đậm hơn đúng không? Hoặc đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là đấy là yếu tố từ bên trong. Yếu tố bên ngoài là gì? Là nó bị tác động trực tiếp bởi tia UV. Tức là khi các bạn đi ra ngoài nó trực tiếp tia UV nó tác động vào luôn thì nó làm gì? Làm sạm da của chúng ta ngay luôn, được ngay tức thì lúc đấy. Thì thực ra là nếu mà thông thường như các bạn bị như thế này thì các bạn chỉ cần sử dụng là gì? Cái quy trình á, các bạn chỉ cần chăm sóc này, dưỡng này, và bôi dưỡng và chăm sóc và giữ nó một thời gian rất là ngắn là nó có thể quay lại và ổn định lại cái da như thời gian ban đầu các bạn. Cái chế độ này chỉ cần phục hồi và chăm sóc thôi, dưỡng đều và chăm sóc thôi là nó sẽ quay lại được rồi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào cái quy trình này không? Các bạn thấy các bạn đi biển một thời gian về các bạn chăm sóc nó vẫn lại được bình thường đúng không? Đấy thì nó là chỉ là tạm thời, là vì nó chỉ bị là tăng sắc tố tạm thời cái thời điểm đấy, và mình có thể điều trị bằng cách chăm sóc và cách dưỡng nó thôi, phục hồi nó thôi. Còn cái thằng này mới là cái thằng mệt này. Cái thằng này là cái thằng nám này. Cái thằng này là nám là gì? Nám là nó việc được sản sinh này. Nám này mình sẽ phân tích thêm sâu vào nó này. Thứ nhất là nám này, tăng sắc tố này, tăng sắc tố này cộng này, nám này là rối loạn sắc tố này, rối loạn sắc tố này tiếp tục này, cộng nó là mãn tính này. Mọi người nhá, mình mà bị nám rồi ấy là mình xác định luôn là không có một cái gì mà điều trị hoặc làm bất kỳ một cái nào mà nó hết hoàn toàn, mà nó bảo hành cả đời cho các bạn không bị lại đâu, vì nó mang trên mình chữ gì? Mãn tính. Mãn tính rồi thì trên đời này làm gì có gì mãn tính mà nó hết được, nó chỉ trong cái thời gian đấy, và bản thân mình á mình phải luôn luôn có sự duy trì chăm sóc
để giữ cho cái da của mình nó luôn được đẹp. Và nám thì nó đến rất là nhiều nguyên nhân, giống như là bên ngoài là tác động ở bên ngoài nhá, bên trong này cơ thể mình lão hóa này thì nó cũng sẽ sản sinh ra nám này, rồi có những lúc mình thay đổi nội tiết tố để uống thuốc kháng sinh này, hoặc là mình mệt mỏi stress nó cũng được sản sinh ra nám nhiều. Thế thì để nói là nó hết được hoàn toàn thì có hết được hoàn toàn không? Có thể hết được hoàn toàn lúc đấy, còn không bao giờ hết được trọn đời, hết được cả đời hay không là do bản thân mình nhé. Vậy bây giờ mình hãy đi sâu vào một chút về tại sao gọi đó là tăng sắc tố. Tăng sắc tố là một phần là do nguyên nhân nhá, ở giống như bên sạm tạm thời đây là nó cũng tác động, thứ nhất là một yếu tố bên ngoài là môi trường, yếu tố thứ hai là trong cơ thể nó được sản sinh ra để nó bảo vệ lại da cho các bạn đúng không, rồi thì nó ra thành ra là nó bị tăng sắc tố. Rồi yếu tố thứ hai là rối loạn sắc tố. Đúng thông thường của nó thì là khi mà nó được kích thích sản sinh ấy thì là nó sẽ sản sinh đồng đều đúng không, nó sẽ được sản sinh đồng đều, nhưng mà ở đây ấy, nó bị gặp một cái trường hợp nó bị rối loạn. Thì rối loạn là nó, các bạn thấy khi mà bị nám thông thường nó chỉ nằm hai gò má hoặc là trên trán hoặc là dưới cằm, thông thường thì mình sẽ thấy hai bên gò má là nhiều nhất và đậm nhất đúng không, thì đấy nó lại là rối loạn, nó không tập trung, nó không phân bố đồng đều mà nó bị tập trung một chỗ thì người ta gọi nó là rối loạn sắc tố đúng không. Rồi cái mãn tính thì mình cũng vừa mới chia sẻ cho mọi người rồi đúng không, thực ra mình cần phải nhấn mạnh cái từ mãn tính này để cho mọi người hiểu, vì rất rất là nhiều người đang hiểu nhầm cái từ nám mà đi điều trị nám mà cứ muốn cho nó hết trọn đời với không bao giờ bị lại nữa, rồi hỏi là đến bao giờ thì nó có bị lại hay không, rồi làm sao để duy trì cho nó không bị lại. Nó vô lý lắm, bây giờ mà bảo điều trị mà bảo nó không bị lại thì bây giờ nó vô lý, thì cái này nó phụ thuộc vào bản thân mình, cơ chế cách chăm sóc cũng như là cho bản thân tác động bên trong bên ngoài nữa, chứ nám nó không giống như cái khác đâu các bạn. Thế nên mình phải có cái chế độ chăm sóc bảo vệ và duy trì thì nó mới đạt được cái kết quả, duy trì cho nó được nó mới được đẹp được, chứ còn không bao giờ làm lộ trình nó được đẹp ngay đâu, mà đẹp mãi mãi đâu. Đấy bây giờ nhá, thì đấy là cái mình vừa chia sẻ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi, khi mà mình biết nguyên nhân của nó hình thành nám là gì rồi thì gì ạ, mình sẽ phải đi tìm cái để điều trị từng cái vấn đề này đúng không. Cái này thì thôi mình không nói là vì nó rất là dễ, nhưng mình vừa bảo rồi, mình chỉ cần là gì, mình chỉ cần sử dụng kem dưỡng chăm sóc và duy trì bảo vệ nó một thời gian, nó tự phục hồi đấy, nó tự điều chỉnh, nó tự phục hồi. Và bây giờ mình sẽ giải quyết cái thằng này này, là cái thằng mệt nhất, là cái thằng cần phải suy nghĩ. Bây giờ nhá, bây giờ mình sẽ đi vào cái quy trình và phân tích từng cái một này. Tăng sắc tố, tăng sắc tố. Vậy thì rất là nhiều chị em đi điều trị nám bỏ rất là nhiều tiền mà về lại bị tăng sắc tố da. Thì mọi người biết nguyên nhân tại sao bị tăng sắc tố không? Thứ nhất, thông thường ấy là do chị em, là thông thường mọi người đến các trung tâm hoặc là sản phẩm các bạn mua về về kem điều trị, quy trình điều trị, người ta thường là người ta điều trị cho các bạn luôn đúng không? Như thế là rất là sai. Mình không làm, không, mình không nói tất cả, nhưng mình chỉ nói đang là cái quy trình thôi nhé. Tức là đúng quy trình chuẩn của nó là các bạn phải làm cho da các bạn dày khỏe, nó bình thường, cái da da nó không bị nhiễm độc tố, thì khi đấy các bạn điều trị nó mới đáp ứng được. Chứ còn nếu để một cái làn da mỏng yếu mà các bạn đi điều trị ngay, đưa cái phương pháp điều trị vào luôn thì làm sao, nó bị phản ứng ngược lại, nó dẫn tình trạng là da nó không đáp ứng được, thì đương nhiên là nó làm gì, nó phải phản ứng ngược lại bằng cách là nó bị tăng sắc tố đậm hơn. Thì các bạn hiểu không, nhất là cái bản chất mà làm laser ấy, laser nó rất là tốt nhưng nó là con dao hai lưỡi. Khi mà các bạn mà hiểu sâu về nó, biết kỹ thuật, nắm bắt kỹ thuật và biết làm nắm vững nó thì thực sự nó rất rất an toàn và cực kỳ hiệu quả. Nhưng nếu các bạn mà hiểu sai, không có kỹ thuật chuyên môn cao thì khi các bạn sử dụng laser điều trị, nó thực sự là con dao hai lưỡi. Rất rất nhiều người, phải nói đến 80% mọi người điều trị laser bị tăng sắc tố. Tại sao nó tốt như thế, một cái máy tiền tỷ như thế, mà thậm chí là mấy tỷ như thế, mà tại sao các bạn điều trị nó lại bị tăng sắc tố? Là vì các bạn đi sai cái phác đồ điều trị, cái quy trình điều trị mình hiểu sai ngay ban đầu rồi. Người này người kia dạy cho nhau mà không dạy cái cơ bản, không dạy cái quy trình chuẩn, và làm cho các bạn hiểu sai, các bạn về các bạn ứng dụng và nó bị sai. Đấy thì việc đầu tiên chúng ta phải phục hồi được cái da nhé. Rồi bây giờ là đến là phục hồi da, thì sản phẩm giúp được phục hồi da là gì, thì nó là tinh chất. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái để phục hồi da này, tinh chất phục hồi. Cái tinh chất phục hồi này nó rất quan trọng, nó chiếm đến khoảng 50% tỷ lệ để các bạn điều trị cái ca đấy thành công cao hay thấp. Nếu các bạn mà làm đúng được cái quy trình này thì cái tỷ lệ mà thành công của cái ca này ấy, nó lên đến 80 đến 90% trên một ca. Còn nếu mình bỏ cái quy trình này đi thì cái mà cái tỷ lệ mà đạt được cái quy trình điều trị của các bạn, kết quả nó rơi vào tầm khoảng 30 đến 50% thôi các bạn. Nên là các bạn có thấy không? Cái này có quan trọng không? Nó rất rất là quan trọng, nhưng mà không phải đâu phải cơ sở nào, nơi nào người ta cũng làm cái quy trình này đầu tiên đâu, đúng không? Cái bước này nó quan trọng lắm. Để một cái nền da mà yếu như thế thì làm sao mà điều trị được? Điều trị thì nó chỉ bị phản ứng ngược lại thôi, đúng không? Thế nên là chúng ta cần phải thực hiện ngay cái bước này, là cái bước đầu tiên. Làm cái gì thì làm phải phục hồi cái đã. Phục hồi rồi mới điều trị, rồi đến bước tiếp theo này, quy trình này này, cái tinh chất này nhá, nó sẽ làm cho da các bạn dày lại, hoàn toàn nó giải quyết được vấn đề là da yếu nhá. Những da ai mà da mỏng yếu, và những cái da mà da dùng kem trộn mà nó bị nát, nó mỏng, giãn mạch nó nổi lên ấy, và dùng cái kem nào nó cũng bị kích ứng, nó dễ bị kích ứng ấy. Hoặc là những da mà bị độc tố hoặc corticoid do các bạn sử dụng kem trộn nhiều, sử dụng cái thằng này nó sẽ hoàn toàn, nó nha, nó cải thiện cho các bạn được đến 50 70% của cái vấn đề da yếu, mà da mỏng đấy và độc tố đấy.
Bây giờ vấn đề thứ nhất là phục hồi da là mình đã ok rồi đúng không? Mình hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái phác đồ, cái quy trình điều trị da. Điều trị da thì gì? Điều trị da. Quay lại với cái tế bào của da nhé. Khi mà chúng ta điều trị da thì ở trên này nó là cái hắc tố melanin đúng không? Là nám đúng không? Thì theo nguyên tắc thì với cách truyền thống thì chúng ta thường làm phương pháp gì? Lăn kim và phi kim peel da để làm gì? Nó loại bỏ, nó tắt hoàn toàn cái lớp này ra bên ngoài, nó vứt luôn, giống như kiểu mình loại bỏ hẳn ra bên ngoài luôn, giống đấy là nó bóc tách ra khỏi da đúng không? Đấy thì nó sẽ đồng thời với nghĩa là nó sẽ lấy hết cái này, thì cái nhược điểm của nó làm gì? Nó sẽ làm bào mòn mỏng yếu da của bạn đi, thì nó dễ bị khả năng tái nám lại rất là lớn đúng không? Thì thay vì như thế thì bây giờ chúng tôi có một cái tinh chất, đưa cái tinh chất điều trị này, tinh chất điều trị. Cơ chế của cái tinh chất điều trị này là gì? Tinh chất, cái cơ chế của nó là nó hàng ngàn hàng vạn cái kim nhỏ li ti, nó đi sâu này, nó đi sâu vào cái lớp da của các bạn này đấy, nó đi sâu xuống, nó đưa các dưỡng chất đấy xuống, thì đi sâu vào trong da theo cơ chế của cơ thể mình nhé. Khi mà có một cái tế bào lạ, có bất kỳ một cái gì lạ xâm nhập thì cơ chế cơ thể là gì, nó sẽ được sản sinh bảo vệ, nó đẩy ra bên ngoài đúng không? Khi mà nó đẩy ra bên ngoài thì đồng nghĩa với việc là gì, những cái sắc tố melanin, những cái độc tố, những cái thừa bụi bẩn, những cái không tốt tạp chất trong da của mình nó sẽ được đẩy ra cùng luôn đúng không? Nó sẽ đi được đẩy ra cùng, thì tự nhiên gì, cái da của mình nó được sáng, trẻ hóa, độc nám, nám nó được cải thiện rõ rệt, và đặc biệt là cái hoạt chất này này nó đi sâu xuống tầng dưới da này, là nó sẽ được nuôi dưỡng cái tế bào, các cái tế bào từ sâu bên dưới giúp da chúng ta là được cấp ẩm này, và giúp da chúng ta đưa những cái dưỡng chất về da, về HA, tất cả cái dưỡng chất đi sâu trong da này, giúp da chúng ta trẻ hóa và đẹp hơn. Và những cái kim này là những cái kim siêu nhỏ, nó li ti, nó được đưa vào, nó không hề bị ảnh hưởng bất kỳ một cái vấn đề gì trên da cả đấy, và nó mang đến cho ta một cái là khi ta đưa tinh chất vào cái một thời gian sau rất là ngắn là nó đẹp luôn, nó không phải nghỉ dưỡng, không phải đau đớn, không phải bị lột, không bị một cái gì ở trên da cả, nó không màu, không mùi, không có một cái vị gì cả. Đấy, nó giải quyết được tất cả các vấn đề làm đẹp da cho chúng ta mà nó không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Để mà đạt được một cái kết quả cao nhất trong cái quy trình điều trị ấy, thì là xong cái bước tinh chất điều trị rồi thì mình sẽ kết hợp là gì? Kết hợp là kem ngày đêm, dưỡng này, tái tạo này, bảo vệ này, chăm sóc này, chăm sóc da này. Rồi thì cái kem ngày đêm này nó sẽ có tác dụng gì? Nó sẽ có hai tác dụng. Thứ nhất này, nó khi mà nó đi vào đây, khi mình chúng ta đưa vào trong da này, nó sẽ có hai tác dụng. Một là đào thải tất cả những sắc tố ra bên ngoài, cái hắc tố melanin là hắc tố nám ra bên ngoài khỏi, để giúp da chúng ta nó trắng sáng ra. Và thứ hai nữa là nó có dưỡng tái tạo đi sâu ở bên trong bên dưới lớp da này, nó đi sâu vào lớp bên dưới da này này, nó sẽ giúp là gì, giúp da chúng ta tái tạo và được thẩm thấu, cũng như là nó nuôi dưỡng các tế bào từ sâu bên trong dưới da này này. Đúng không? Thì trước đấy là chúng ta đã sử dụng gì, đã đưa cái tinh chất, nó tạo cái đường dẫn rồi, nó tạo cái đường dẫn, những đường dẫn đường nhỏ li ti rồi đúng không? Thì bây giờ mình sử dụng kết hợp kem luôn, là nó tạo cái đường dẫn rồi thì nó sẽ đưa tinh chất, đưa sản phẩm, đưa kem xuống sâu bên dưới hơn đấy, thì nó sẽ nuôi dưỡng cái này được tốt hơn và nó đạt được cái kết quả điều trị cao hơn. Và khi mà đã sạch nám rồi thì gì, thì chúng ta sẽ phải bắt buộc này, sẽ phải có cái quy trình chăm sóc bảo vệ, và cũng như đặc biệt nhé, bảo vệ là mình sẽ phải dùng kem chống nắng. Kem chống nắng là cái thứ không bao giờ được thiếu. Kem chống nắng này, kem chống nắng là cái cực kỳ quan trọng các bạn có thể thiếu bất kỳ cái gì trong cái quy trình này, trong cái bước chăm sóc da tại nhà, nhưng mà kem chống nắng là cái không bao giờ được phép thiếu. Thì mình mất tiền để mình làm tất cả mọi thứ rồi nhưng mình không bảo vệ thì nó bằng thừa. Và các bước thông thường ở nhà này, sau khi mà ổn rồi, đẹp rồi thì mọi người phải dưỡng. Dưỡng là mình sẽ phải cái thứ nhất là có kem dưỡng này, rồi thứ hai là phải có cái chế độ chăm sóc nó này, dưỡng này, chăm sóc hàng ngày. Có thể là mình sử dụng kem mặt nạ hoặc là tất cả những cái dòng chăm sóc tại nhà, hoặc các bạn có thể ra các trung tâm thẩm mỹ, các spa để mọi người chăm sóc nó chuyên sâu hơn, và có máy móc công nghệ nó đưa vào nó sẽ tốt hơn nhé. À, mình vừa chia sẻ đây là tổng thể các quy trình, các kiến thức cũng như là tất cả những cái nguyên nhân hình thành cái vấn đề nám da của các bạn, và cách điều trị làm sao cho đúng cái quy trình chuẩn tại nhà. Đây là cái quy trình nhờ phác đồ điều trị tại nhà. Còn những ai ấy mà mình mà đương nhiên là mình có thời gian, có điều kiện mà mình đến được trực tiếp trung tâm thì nó tốt hơn rất là nhiều, vì mình sẽ được sử dụng công nghệ máy móc. Thì mình khi mình được làm như vậy thì nó sẽ rút ngắn cái quy trình điều trị cho các bạn được nhiều hơn, nhanh hơn cái quy trình điều trị tại nhà khá là nhiều. Đấy, và ai mà đang gặp tất cả các vấn đề về da thì mình có thể liên hệ để lại comment hoặc tất cả những câu hỏi, thì bên trung tâm luôn luôn có một đội ngũ hỗ trợ các bạn trả lời 24 trên 24. Và mọi người lưu ý nhé, mọi người lưu ý đây là một cái quy trình điều trị chuẩn y khoa, tức là mọi người phải đi đúng cái phác đồ, đúng cái quy trình chuẩn của nó thì nó mới cho ra được một cái kết quả, chứ không là mình mà đi sai á thì cái kết quả nó sẽ cho ra nó đã rất là sai rồi, cho dù thậm chí tiền của mình mất nhiều hơn mà cái tác dụng đưa lại cho mình nó là ít.
Chính vì thế điều đầu tiên mọi người nên nhớ phải phục hồi, sau đấy mới điều trị, và sau đấy mới dưỡng và chăm sóc và tái tạo nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người ở cái video tiếp theo để mình có thể chia sẻ thêm cái kiến thức. Mọi người hãy theo dõi để video tiếp theo mình có thể xem được về chủ đề khác cho các bạn.